Dạ, Jim Terrell thân chào chị các bạn. Hôm nay những ngày dịch Covid thì đi loanh quanh ở vùng quê Tây Ninh chị các bạn. Thì chỉ đi loanh quanh ở trong khu viên, khu vườn thôi, ở nông thôn mà. Thì ở nông thôn ở vườn cây á, hôm nay đi ra vườn phát hiện là trong vườn có hai cây đu đủ nha các bạn. Thường thường là mình sẽ biết là cây đu đủ mà hai trái mình ăn, thì cây đu đủ nó lại có hai dạng là cây đu đủ đực và cây đu đủ cái nha các bạn. Hôm nay mời chị các bạn ta cùng ngắm cây đu đủ này, là cây đu đủ cái nè. Nghe tiếng gà gái trong vườn. Đây đu cây đu đủ này là cây đu cái rất là nhiều trái, bông nó nở ra ra bông xong rồi sẽ đậu trái nha các bạn. Nó có nhiều cái trái trên cái cây. Bên đây là cái cây đu đủ đực. Cái bông nó ra xong nó thành thành bông dài luôn nha các bạn. Cây còn cây đực, còn có cây đực cây cái mà. Nên trong tự nhiên nó có rất là nhiều điều rất là thú vị. Có âm có dương, giống như kiểu con người có nam và có nữ á. Cây này là cây cây đu đủ đực nè nha các bạn. Vậy các bạn nào ta chưa thấy cây đu đủ, cây đu đủ đực lần nào thì ta có thể xem để phân biệt. Đó, cái cây này nó cái bông rất là dài. Bông nở ra nó dài từ phía trên nó thòng xuống luôn và nó không có trái. Nó bông rất là dài luôn. Cây đu đủ này là cây đu đủ ra bông thôi. Còn cái cây mà cây cái á, nó sẽ kết thành trái. Mình thấy cây toàn là bông vậy bạn. Đó, này trồng cũng như trồng cây đu đủ kia, cây đu đủ cái mà lại ra bông chứ không ra trái. Cây đu đủ còn có cây đực cây cái mà. Đây, cây ngoài mình nhìn từ trên xuống. Cây này cao tầm cũng khoảng hơn 2 mét rồi nha các bạn. Hơn 2 mét, 2 mét mấy. Đứng là phải giói giói lên cao. Đây, còn cái cây này là cái cây cái nè. Cây này mình nhìn là trái xum xuê luôn. Cái tàu đu đủ. Cái lá cây đu đủ nó cũng rất là đặc trưng nha các bạn. Nó hình hình giống như là hình vẽ, mình vẽ cái lá cây mà ở trong cái phim siêu nhân nó có mấy cái phi tiêu rồi á. Đây, nhìn từ xa cây đu đủ cái. Dạ, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã cùng Jim đi tham quan trong vườn và ngắm nhìn cây đu đủ đực và cây đu đủ cái. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.